Còn món quà thứ hai thấy sao nè? Thôi, hai món quà luôn. Em mở nha. 1, 2, 3. Sao? Quà của chồng tặng thì quà gì em cũng thích hết. Ui, chồng em đúng là number one. Thương chồng quá. Cảm ơn chồng. Em đi lên lầu nha. Cảm ơn chồng nhiều nha. Thương quá. Có cần anh mang lên phụ không? Thôi, em mang được. Đó, thấy chưa? Cảm ơn nha. Rõ ràng chữ của cổ đây mà. Đã chịu đọc sách rồi mà còn chịu khó ghi chú lại nữa chứ. Dạ ơi. Ủa, cái cuốn Hai Dặn Dặm Dưới Đáy Biển đâu rồi ta? Không lẽ cổ vừa đi du lịch vừa mang theo sách đi đọc? Dạ alo. Em đọc xong chưa? Chị sắp về rồi nè. Trời, em mới đọc qua nay mà chị. Trời ơi em ơi, lẹ lẹ đi rồi nốt ra sơ sơ cho chị. Lỡ anh hỏi chị còn biết đường trả lời. Dạ dạ dạ, rồi em sẽ cố gắng. Dạ. Rồi, nhanh nhanh nha. Chị đi chơi tiếp ạ. Còn mấy trang, ráng đọc cho xong luôn. Dạ, em nghe nè chị. À, xong rồi, em xong rồi. Em đang nói lại cho chị nè. Dạ. Dạ, không sao đâu. Em thích đọc sách mà. Dạ dạ dạ. Dạ dạ, xong rồi, yên tâm. Dạ, ok chị. Ồ, dạ, anh. Dạ. Vợ tôi nhờ em đọc sách à? Dạ đâu có đâu. Mau nói đi. Dạ. Dạ. Anh đừng nói lại với chị nha. Tại vì chị nói với em là chị đọc sách, chị bị hoa mắt, chóng mặt, nhức đầu. Mà chị không có dám nói. Chị sợ anh buồn. Tôi xin lỗi em. Vợ tôi làm phiền em nhiều quá. Thôi dạ không có, không có. Không có làm phiền gì hết trơn á. Tại vì em cũng thích đọc sách mà. Em chỉ ngại là lén đọc sách của anh tặng cho chị. Em thích thiệt hả? Dạ, thích lắm á. Hồi lúc mà còn sinh viên á, em hay tìm mấy cuốn sách hay hay này đọc nè. Mà không có thời gian nhiều, với lại cũng không có tiền nữa. Mấy cuốn sách này quý lắm á. Vậy thôi, em cứ giữ lấy em đọc đi. Hả? Dù sao cổ cũng không thích mà. À, anh cho em hả? Thiệt không anh? Thiệt. Đọc đi.
Hiếm có cô gái nào chịu khó như em lắm. Dạ, em cảm ơn anh. À, anh ơi, nói này ra anh đừng la em nha. Hôm bữa trước á, em có lén đọc cái cuốn Ca Tụng Bóng Tối. Trời ơi, cái lời văn của nó hay dã man luôn anh ơi. Để coi. Ánh sáng được dùng không phải để đọc, viết hay khâu giá, mà là để xua tan đi tất cả bóng tối ở những góc xa nhất. Những cái đoạn đó là nằm ở trang sáu mấy phải không anh? Đúng rồi. Trời ơi, em thích lắm luôn á. Anh biết không, em đọc á mà em tưởng tượng nguyên một căn phòng của Nhật nó hiện ra trước mắt em luôn á. Trời ơi, đã lắm anh ơi. Chưa bao giờ em đọc có cuốn sách mà hay vậy luôn á. Tôi cũng thích đoạn đó nhất. À, tôi mới mua mấy quyển sách của Holmes bản tiếng Anh. Nếu em thích thì cứ mang về đọc. Trời ơi, anh ơi, em thích đọc bản tiếng Anh lắm luôn á. Mà hồi nào giờ em không có tiền để mua. Không ngờ. Em cảm ơn anh nha. Nếu như em thích thì cứ thoải mái lấy sách của tôi mà đọc. Thiệt hả anh? Hiếm có cô gái nào chịu khó đọc sách như em lắm. Anh mới gọi ai là em vậy? Ủa, em? Thì anh nói cô Yến nè. Dạ chị. Sao em đi chơi về sớm vậy? Về trễ thì làm sao thấy cái màn anh em ngọt sớt của hai người chứ? Không có. Chị ơi, chị hiểu lầm rồi. Em đâu có ý gì đâu. Thì em gọi chị là chị, nên em gọi anh là anh luôn. Chị không thích thôi để em đổi lại. Cô đừng có giả bộ. Hèn chi cô nhiệt tình chứ có chuyện sách vở quá. Muốn tiếp cận chồng tôi chứ gì? Dạ không có chị, không có. Chị đừng hiểu lầm em vậy mà tội nghiệp em. Em không có ý đó. Em thôi đi. Em không đọc để cho cổ đọc, có sao đâu. Ô xin mà mày đặt đọc sách hả? Ô xin mà dám xưng ngang hàng với chủ mình hả? Cái thứ ô xin trà trộn như vậy chỉ muốn giật chồng người ta thôi. Thôi mà em. Em thề với chị, em không có ý gì hết. Xin lỗi anh chị. Chị không vui, em xin phép về. Em đừng có ghen tuông bậy bạ được không? Em đi chơi suốt anh có nói tiếng nào không? Anh coi cô Yến giống như em út trong nhà thôi. Em út hay là em yêu? Em thôi đi.